mình vừa quay một mình cũng đi một mình. Chuyến này là hơi căng với Lê Giang nha, nhưng mà không sao, cái gì mình cũng phải học hỏi, cái gì mình cũng phải làm được, thấy không? Lớn rồi, cho nên là từ mọi thứ các bạn nên học in lịch for today little bit, để mà mình có thể mình xoay sở mình mua. Mặc dù người ta nói tiếng Hàn nhưng mình nói tiếng Anh người ta vẫn hiểu, ok đó. Nhờ ngồi đợi nha. Con ơi con tới chưa, cô tới rồi đúng anh ơi, anh Tuấn ơi con tới đi, cô đang đợi con đây. Thôi bây giờ mình uống nước nha, mình uống nước. Hồi nãy mình đưa 2 tờ, mình đi lúc nào mình cũng phải đổi tiền trước á, để mình qua đây mình có tiền mình xài, mình sử dụng nha. Ấy lộn, mình uống nha. Uống ly cho nó tỉnh táo nè, mới ăn cái bánh giờ uống ly cho tỉnh táo nè. Rồi cuộc hành trình của Lê Giang nha, sắp sửa tiếp tục, quý vị hãy đón xem Hàn Quốc Korea. Rồi bye bye mọi người nha, mọi người đón xem clip của Lê Giang tiếp nha, bye bye. Ủa trời ơi, đang quay luôn trời ơi. Nè con, nè đây nè con, uống đi con. Nó đã tới rồi mọi người ơi. Nó đã tới rồi. Trời, đợi khẩu trang ra con. Trời ơi, con đợi bay quá. Không sao. Ủa con kẹt xe hả? Đi đi đang mua sim con. Ủa trời ơi, cháu tôi tới rồi, tôi mừng quá quý vị ơi. Con hồi nãy cô order cái này mới đầu là cô mua sim, nó nói là coi định cạc, mình không có coi định cạc đâu. Rồi cái xong có lại mua nước, đưa tờ 50.000 nó cái này chắc là đưa một tờ một 10.000 thôi. Rồi thôi, nói chung là order được rồi 2 ly nước mà rất là vui. Nó nói cái gì con cũng ok hết trơn. Okay, okay. Rồi thôi, cô cháu gặp nhau rồi, tiếp tục nha quý vị nha. Đây, người ta chỉ là mua sim là phải bấm ra bấm cái số này và bấm vô đây nè mới thấy được ra được cái vé đó. Mà hồi nãy giờ tôi đứng hoài mà tôi nghe chữ qua địch cạc, tôi cũng đứng đây nữa. Thôi kệ đi, tôi đợi cháu tôi tới mua. Nói nhưng mà mọi người nhớ nha, in lịch của Lê Giang rất giỏi, không sao đâu. Người ta vẫn hiểu và tôi vẫn hiểu, nhưng tôi mua không được thôi. Người ta không hiểu mình thôi. Chứ mình hiểu mà. Người ta có đẩy xô xô là người ta biết được kêu mình đi chỗ khác hay là sao đó. Ở ngoài 15 độ C con, hồi nãy trên máy bay nó bao. Nhưng mà nó không quá lạnh. Con mặc cái này bình thường. Trời ơi, tại con ở đây con quen rồi. Rồi giờ giống Hàn Quốc luôn rồi con ơi. Con bây giờ là Hàn Quốc rồi. À, đúng rồi. Đó mọi người thấy không? Da của Tuấn Anh giờ nó đẹp ghê chưa? Bây giờ đó là trai Hàn Quốc luôn rồi. Em ở 5 năm rồi. 5 năm hả? Ủa đợt năm nay Tết con có về không? Là Tết vừa rồi là con không về, con đi quay đến 30 Tết. Năm nay có tốt nghiệp cho nên là chắc là về. Đây là bánh trứng. Trời ơi. Con chút xíu mình ăn nha. Hello. Chút xíu mình ăn nha con nha. Dạ. Chết cha rồi, thấy món nào cũng muốn ăn hết trơn á. Ôi sao chết nè, cái này cam nguyên chất nè con hả? Đúng rồi, nước hoa quả. Trời ơi, bỏ vô cái bịch luôn. Thôi mà giờ này uống nước cam nó bị đầy đủ vitamin quá, tối ngủ không được. Hai cô cháu tôi đang đi một cái khu rất là, trời ơi, phải nói luôn á. Tự nhiên con bước ngay cái khách sạn ngay cái chỗ này nó tiện lợi gì đâu á. Xem sim thịt nữa nè. Đó, hấp dẫn cho mọi người. Dạ mưa rồi rồi. Nó mưa rồi mọi người ơi. Nó có bán ô không ta? Chắc chắn con ơi, muốn cái vụ con. Được rồi. Bệnh. Mua gì về cô? Trời ơi, mua cái dù con, trời mưa hay mình nước bệnh chết mới tới mà. Hello. Ủa, con kìa, con người Việt hả? Thế nào mày á? Không có Việt Nam à? Một cái 3.000 cô ạ. 3.000, ok. Này đúng không đây? Không, cái đấy 1.000 cô ạ.
10.000 thank you, thank you. Đi, cái dù này là 3.000. Đúng rồi. Anh cô cháu để cô che cho con. Chú Phai. Đi con chứ. Trời mưa mà chợ vẫn đông. Trời ơi con ơi. Cô được trong đi. Nhưng mà bây giờ một lát nữa mình sẽ trở ra mình mua. Đúng rồi, bây giờ mình đi ăn đã. Mà đường hả? Đường đúng rồi. Dâu đường với lại cái xanh xanh là gì vậy? Cái xanh xanh là nho ạ. À, nho với dâu. Wow. Ok, you come back then. Come back. Dạ. Thấy chưa? Mày thấy cô chưa? Ôi, nói tiếng Anh vẫn được nha. Đi kiếm gì ăn trước đi. Giờ mình đi ăn thịt nướng xuất đi. Khu này kiểu trung tâm luôn á. Đủ thứ đồ ở đó. Đã lắm. Trời ơi, sao đây người Việt mình nhiều lắm con ơi. Trời ơi. Mọi người mấy ông thời gian mình nói chuyện quay qua quay lại thấy người Việt nhiều dễ sợ luôn. Tưởng đâu ở Việt Nam. Nè cái bánh lúc Nguyễn khoái nè. Đồ ăn giặt quá trời luôn. Làm sao mà nhịn nổi con. Đây là gà. Cô cháu mình sẽ ăn nhiều món ra con nha. Thôi mình ở đây 3 ngày mà, qua 4 ngày mà. Đã đi đâu. Ăn ngập mặt đi con. Mà không hiểu sao từ dưng mưa nhở. Chắc đi trời, chắc nó đón cô bằng một trận mưa cho nó mát mẻ. Cái này sao đẹp quá hả? Dạ sao đẹp. Nhưng không tươi đâu. Đi đâu rồi nói rồi. Ủa cái bánh này bánh gì con? Bánh này ở trong nhân là kiểu mấy cái hạt hạt đấy. Nó vòng vòng nhưng mà nó có cái hình như có sô cô la chảy chảy ở trong. Này mấy cái món này nè, trời ơi, trời sản Hàn Quốc này ngon hả? Trời lạnh á, mua bươi này ăn à. Đây quên trời lạnh chứ lụng nó trời nóng. Tại thấy nó nóng nên nó trời nóng. Trời tôi bị liệu bà con ơi, tôi thấy đồ ăn ngon quá tôi bị liệu rồi. Một cô gái đang muốn ăn thịt nướng. Đến đây và nhìn những cái món này chuẩn bị lên ăn nè. Giá cả có để sẵn luôn nha mấy chị nha. Vô nha. Hai cô giáo cho anh ăn đồ dưới nha quý vị. Đây, tiếp tục đi ra đây. Yên san mộ, sao đây? San mộ. San mộ. Nhất chừng nhé. À, sắp chừng nhé. Đấy, tầng 3. Đi bộ lạ. Lạnh nha bà con nha. Nói chung là trời mưa hồi nãy bước xưa hồi nãy tới thì không có lạnh lắm nhưng mà đồng thấm thấm lại lạnh kiểu trời mưa ấy cho nên là lạnh. Đi con ơi vô thang máy con ơi lên ăn thịt nướng con ơi. Rồi tầng 3 bữa nay đợt này đi là chỉ có hai cô cháu tôi thôi. Trong 3 ngày thì tôi sẽ ăn cho đã miệng thôi. Một lát nữa lên trển con cứ kêu cho đã nha con nha. Ăn cho đã đi. Cái quán kia đâu có ăn được đâu. Đông trời ơi, vừa bước vô cái thang máy ta nói nó đông nghẹt không vậy đó. Hai cô cháu dời qua chỗ khác ra. Chỗ này có bộ hấp dẫn hơn, giá cao hơn. Đúng không con? Ngon. Rồi đây nè. Hoặc là mình ăn sương sương như này rồi lát mình ra ngoài kia mình ăn mấy món vặt vặt. Hấp dẫn quá bà con ơi. Em mời bà con ăn với em nha. Đây là cá khô à? Ở Việt Nam mình chỉ gọi là cá khô, cá con nhỏ. Mà ở bên đây không biết gọi là cá gì. Còn cái món là đặc trưng của Hàn Quốc nè, kim chi nè. Em mời cả nhà. Em đang bụng cho em ăn miếng kim chi trước à. Ăn thử. Ngon. Để thì mình tự nướng luôn hả con? Không, lúc đầu là con nướng có mình á. Mình đã
cái chảo mà để nghiêng nghiêng vậy nè, để nãy mới học cách làm nha, chảo để nghiêng nghiêng để vậy. Cô muốn ăn loại nào? Không mất. Nè cô ăn này discount. Con ăn này thế nào? Con chắc thử thế nào. Rồi. Well, this one and this one. Có hơn nào răng gì? Có hơn nào chút xíu? Con xăm đi tà. Ok bye bye. Trời ơi. Cho con tôm nữa nè. Ủa? Không được nữa con. Nó đường mà. Sao bên kia đứng? Bên ngoài nó có một lớp đường. Đúng rồi. Đã cả nhà. Trong mới có dâu luôn ngọt. Ăn cho biết. Qua đây mấy lần rồi đâu có ăn này đâu con. Sao vậy cô? Ở đây con ăn cho. Cái này mua cho lúc nguyện. Nguyện là cái con robot dạ. Ồ. How much? Đây có 7 đó. 17,000 đồng. Thì gọi mang chi rồi nhé. 17,000. Ok. I want buy this one. This one? Yeah. Okay. And have look. Hôm nay nhớ. Thì có 38,000 đồng. 38,000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lấy cái này hay là lấy cái này? Có cái nào đẹp? Cái này đẹp nhưng mà mua cái này. Rồi, ok. Phay hả? Phay cái nào? Con cái làm quà cho Lúc Nguyễn. Đi Hàn Quốc mua quà cho Lúc Nguyễn. Hello chị Lê Giang. Hello. Dạ. Nghe trùng hợp vậy. Dạ. Đang quay hả? Dạ, không sao anh. Anh vô anh TikTok hả chị Lê Giang? Dạ, qua YouTube á. Dạ. Anh đi du lịch hả? Em dẫn đoàn, em là hướng dẫn viên. Ồ, hướng dẫn viên hả? Đoàn của mình Việt Nam cũng đang qua đi chơi lễ. Trời ơi, đi tao nói nãy giờ thấy toàn người Việt Nam quá trời. Dạ. Quay qua cái có dịp được gặp chị Lê Giang.
này cũng là hướng dẫn viên nè, mai mốt ai đi Hàn Quốc gặp ảnh nha. Cảm ơn chị. Em tên gì? Em tên là Đại Đồng. Đại Đồng, đúng cái đạp Đại Đồng. Em qua mấy ngày? Em qua 2 ngày, 2 ngày nữa, còn 2 ngày nữa chị. Chụp tôi mạnh một bên. Photograph? Yes. Thank you. Wow. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Are you Korean? I'm from Vietnam. Oh, Vietnam, yeah. I do YouTube videos. Yes. So I think you do YouTube as well. I know. Oh, nice. Yeah, thank you. Thank you. Có bèo. Bèo. Oh, bèo. À, trời ơi, hồi nãy cô thấy con á, đứng trên dịch. Dán tóc lên nè, dán tóc lên nè. Yeah. Ở Việt Nam không gặp con, qua tới Hàn Quốc mới gặp con. Mẹ lại cho con chụp hình với con đó. Rồi, ba con nha. Chào cô. Ôi, chào con. Chào con. Trời, hôm nay rồi, chụp hình với con đi kìa. Cô bán 1, 2, 3. Rồi, ủa, sao gặp cô đây? Thông tin của Hàn Quốc gặp đông người Việt Nam quá trời. Đây con, đây. Ok, mình qua bên này đi. Đây. Why you're here in Korea? Just for my YouTube channel? Yeah. 1, 2, 3. Cái nữa lại nha, lại nha. 1, 2, 3. Ôi đẹp quá. Đẹp, đẹp, đẹp. Ôi, cảm ơn con. Chị Giang cũng đẹp mà. Dạ, dạ, cảm ơn. Bắp nướng á quý vị. Đây là bắp luộc nè, đây bắp nướng nè. Đây là mực nè, hạt dẻ nè, đi Giang mua hạt dẻ ăn nè. Cái này tách không nổi đâu, cái này cắn vậy ra. Đây là cứ... này hộp gì không? Cái này hạt giống như bạch quả. Bạch quả. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mực nè, mực. Mực cháy nè. Mực cháy nè, mực ép nè. Mực. 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 Mực